Ban biên tập xin được gửi đến lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý vị khán giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng tin tức 24 giờ. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Sáng 9 tháng 8, Hà Nội ghi nhận 9 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trao tặng 100.000 khay thử xét nghiệm khẳng định kháng nguyên SARS-CoV-2 cho 4 tỉnh thành. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận thêm 600.000 liều vaccine, phân bổ tiêm ngay trong ngày. Việt Nam ghi nhận kỷ lục số người khỏi COVID-19 trong một ngày. Di chuyển qua đường mòn tránh chốt, 5 trường hợp ở Lai Châu bị xử phạt hơn 37 triệu đồng. Hà Nội chuẩn bị 8.000 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. WHO dự định đặt tên biến thể SARS-CoV-2 theo chòm sao. Chuyên gia Trung Quốc kêu gọi đổi cách chống dịch vì biến chủng Delta. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Sáng 9 tháng 8, Hà Nội ghi nhận 9 ca dương tính với SARS-CoV-2. Theo Sở Y tế Hà Nội, sáng 9 tháng 8, thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 8 ca tại khu cách ly và 1 ca tại cộng đồng. Cụ thể, 1 ca thuộc chùm sàng lọc ho sốt tại cộng đồng, bệnh nhân TQH ở Hai Bà Trưng. Ngày 3 tháng 8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho khan, mệt mỏi. Đến 8 tháng 8, xuất hiện khó thở nhiều, lơ mơ, được gia đình gọi xe vận chuyển cấp cứu 115 chuyển vào A9, Bệnh viện Bạch Mai. 8 ca thuộc chùm ho sốt thứ phát. Bệnh nhân NTL là nữ, sinh năm 1953, Ngọc Lâm, Long Biên, là F1, là mẹ của LTA. Ngày 7 tháng 8 xuất hiện triệu chứng rối loạn tiền đình, được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Bệnh nhân NTH là nữ, sinh năm 1982, DNA là nữ, sinh năm 2002, NTL là nữ, sinh năm 1976. Ngày 8 tháng 8 xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. Bệnh nhân LTH là nữ, sinh năm 1972, Trung Hòa, Cầu Giấy, là F1, con rể của NTK. Ngày 7 tháng 8 xuất hiện ho, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. Bệnh nhân BTT, VAT, VQH, các bệnh nhân ở Đống Đa, sống trong khu vực phong tỏa liên quan đến NDC từ ngày 30 tháng 7. Tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.792 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.075, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 717. Trao tặng 100.000 khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 cho 4 tỉnh thành. Chiều 8 tháng 8, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức buổi lễ trao tặng 100.000 khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 của nhà tài trợ công ty trách nhiệm hữu hạn Medicon gửi đến các tỉnh thành phố Cần Thơ, Nam Định, Hậu Giang và Vĩnh Long. Theo đó, tỉnh Nam Định được trao 20.000 bộ kit, thành phố Cần Thơ 50.000 bộ, tỉnh Vĩnh Long 20.000 bộ và tỉnh Hậu Giang 10.000 bộ. Trước đó, ngày 24 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đại diện một số bộ ngành đã đến thăm và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Medicon. Tại cuộc làm việc, Thủ tướng đánh giá sản phẩm test nhanh phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 rất hữu ích, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng tích cực ủng hộ, tạo điều kiện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất các loại vaccine, sinh phẩm, vật tư phòng chống dịch. Sản phẩm kit xét nghiệm TrueLine COVID-19 A-Rapid Test nằm trong danh sách các sinh phẩm xét nghiệm của Việt Nam đã được cấp phép vào tháng 3 năm 2021. Hiện nay, công suất của nhà máy của Medicon có thể sản xuất khoảng 100.000 test mỗi ngày. Trong ngày 9 tháng 8, các bộ kit sẽ được vận chuyển bằng đường hàng không vào thành phố Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận thêm 600.000 liều vaccine, phân bổ tiêm ngay trong ngày. Sáng 9 tháng 8, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thông tin, thành phố sẽ nhận thêm 600.000 liều vaccine AstraZeneca từ Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi nhận được số lượng vaccine này sẽ được phân bổ khẩn trương đến các quận huyện, thành phố Thủ Đức để tiêm chủng cho người dân. Số vaccine thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Y tế phân bổ từ ngày 22 tháng 7 đến nay là hơn 2,59 triệu liều. Sở Y tế cho rằng, với tốc độ tiêm nhanh như hiện nay, nếu không kịp thời được phân bổ thêm, dự kiến đến hết ngày 9 tháng 8, thành phố sẽ thiếu vaccine để tiêm diện rộng như trong thời gian vừa qua. Trước đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã có văn bản gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc đề nghị phân bổ cho thành phố Hồ Chí Minh 5,5 triệu liều vaccine trong tháng 8. Việt Nam ghi nhận kỷ lục số người khỏi COVID-19 trong một ngày. Tối 8 tháng 8, theo bản tin của Bộ Y tế, Việt Nam có 4.860 bệnh nhân khỏi COVID-19. Đây là con số xuất viện cao nhất tại nước ta từ khi dịch bùng phát cho đến nay. Hiện tổng số người được chữa khỏi và xuất viện tại Việt Nam là 71.497. Bộ Y tế quy định sau khi được công bố khỏi bệnh, những người này sẽ tiếp tục cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khỏe và báo ngay với cơ quan y tế khi có biểu hiện bất thường. Từ 28 tháng 7, số bệnh nhân được xuất viện tại nước ta luôn ở mức từ 3.500 đến hơn 4.500 người mỗi ngày. Các chuyên gia nhận định đây là tín hiệu tốt cho hệ thống điều trị COVID-19 tại Việt Nam.
Tính đến 19 giờ ngày 8 tháng 8, Việt Nam có tổng cộng 208.060 ca ghi nhận trong nước và 2.345 trường hợp nhập cảnh. Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 206.490 người, trong đó 68.723 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Di chuyển qua đường mòn tránh chốt, 5 trường hợp ở Lai Châu bị xử phạt hơn 37 triệu đồng. Các trường hợp bị xử phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, bao gồm ông Lò Văn O và Vàng Văn O, thường trú tại bản Nà Tâm, xã Nà Tâm, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, Lường Văn Dê và Lò Văn G, trú ở xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, và Mùa A Dê ở bản Hồi Văn, xã Mường Rôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Thông tin từ cơ quan chức năng huyện Than Uyên cho biết, 5 trường hợp trên, 4 người địa phương đi làm ăn xa về địa bàn, 1 người ở tỉnh ngoài, đã không chấp hành các quy định về phòng chống dịch mà cố tình di chuyển vào địa bàn Lai Châu bằng đường mòn nhằm trốn tránh chốt kiểm soát dịch COVID-19 của tỉnh. Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 14 Nghị định số 117 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, các trường hợp trên đã bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính với mức 7,5 triệu đồng một người và buộc phải chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. Hà Nội chuẩn bị 8.000 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. Ngày 8 tháng 8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thành phố, đã ký ban hành phương án số 182 PA-UBND đáp ứng 8.000 giường điều trị người bệnh COVID-19 mức độ vừa, nặng và nguy kịch trong tình huống có 40.000 người bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Mục đích của phương án nhằm bố trí các bệnh viện đảm bảo đủ điều kiện để sẵn sàng thu dung, điều trị cho 8.000 người bệnh mắc COVID-19 mức độ vừa, nặng và nguy kịch, đồng thời sử dụng nguồn lực hợp lý, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong công tác thu dung điều trị COVID-19 trên địa bàn thành phố. Phương án thực hiện theo 3 giai đoạn, gồm giai đoạn đáp ứng 2.000 giường bệnh điều trị người bệnh COVID-19 mức độ vừa, nặng và nguy kịch, giai đoạn đáp ứng 4.000 giường bệnh điều trị người mắc COVID-19 mức độ vừa, nặng và nguy kịch, giai đoạn đáp ứng 8.000 giường bệnh điều trị người COVID-19 mức độ vừa, nặng và nguy kịch. Phương án nêu rõ, nguyên tắc phân luồng người bệnh theo mức độ bệnh căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế tại quyết định số 3416 QĐ-BIT ngày 14 tháng 7 năm 2021 về việc hướng dẫn, chẩn đoán và điều trị COVID-19. WHO dự định đặt tên biến thể SARS-CoV-2 theo chòm sao. Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về COVID-19 tiết lộ rằng cơ quan này đang xem xét quy tắc đặt tên cho các biến thể thuộc nhóm đáng quan tâm và đáng lo ngại trong bối cảnh lo ngại các biến thể mới sẽ tiếp tục xuất hiện trong những tháng tới. Vào tháng 6, WHO đã đặt tên các biến thể SARS-CoV-2 theo các chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp để tránh kỳ thị các quốc gia nơi chúng được phát hiện đầu tiên. Cho đến nay, 11 biến thể đã được đặt tên theo chữ cái Hy Lạp, bao gồm biến thể Alpha được phát hiện lần đầu tiên ở Anh và biến thể Delta được xác định ở Ấn Độ. Theo bà Van Kerkhove, khi sử dụng hết 24 chữ cái Hy Lạp, biến thể có thể đặt tên theo các chòm sao như Orion, Lạp Hộ, Gemini, Song Tử và Ariel, Bạch Dương. Vào tháng 6, WHO cho biết cách gọi tên theo bảng chữ cái Hy Lạp không thay thế tên khoa học của các biến thể, nhưng có thể hỗ trợ trong việc thảo luận công khai. Chuyên gia Trung Quốc kêu gọi đổi cách chống dịch vì biến chủng Delta. Các chuyên gia kêu gọi Bắc Kinh điều chỉnh cách tiếp cận nghiêm ngặt trong phòng chống COVID-19 sau khi phát hiện ca nhiễm biến chủng Delta và nhiều nước khác đang bắt đầu mở cửa. Trao đổi tại hội thảo trực tuyến, các chuyên gia y tế Trung Quốc cho rằng cần phải thảo luận nghiêm túc và có hệ thống để xem xét điều chỉnh và tối ưu hóa cuộc chiến chống dịch của Trung Quốc hiện tại. Ông Zheng Wang, trưởng nhóm dịch tễ học tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Trung Quốc, đồng ý rằng cần thay đổi để xây dựng khả năng miễn dịch cộng đồng, tiến tới chấm dứt nỗ lực duy trì số ca mắc mới bằng không hay triệt tiêu COVID-19. Tuy nhiên, số ca dương tính trong đợt lây nhiễm lần này vẫn tương đối thấp, hơn 600 ca trên 1,4 tỷ dân và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Nhà chức trách đã tiến hành xét nghiệm diện rộng, đồng thời áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại. Dù cách làm trên giúp Trung Quốc kiểm soát đại dịch và đạt tăng trưởng GDP 2,3% năm 2020, ngày càng nhiều ý kiến cho rằng chiến lược triệt tiêu COVID-19 gây ra tốn kém hơn những lợi ích mang lại, nhất là khi một số quốc gia tiến tới sống chung với virus SARS-CoV-2. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem tới cuối bản tin của chúng tôi. Nếu thấy hữu ích, quý vị đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng tin tức 24 giờ. Kính chúc quý vị khán giả hạnh phúc, bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời sự tiếp theo.